Dạ, Đỗ Thanh chào cả nhà mình ạ. Chào quý cô chú, anh chị đã quay lại với kênh của Thanh chuyên review nhà đất vườn chính chủ. Hôm nay Thanh đang có mặt ở đây là ngay trong một mảnh đất có được ít trái cây, có ao cũng như view suối, nằm tại ấp Tân Đông, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Thanh quay và giới thiệu cho cả nhà cùng sở hữu với em. Lô đất hôm nay Thanh quay là sổ sẵn, bìa hồng cầm tay, test thông tin quy hoạch. Sổ của mình ở đây là phun hồng thổ cư, đường của mình là đường thông hiện hữu, các mạng wifi là có đủ, cũng như lô đất của mình là sổ sẵn có thể công chứng được trong ngày. Vị trí Thanh quay ở đây là mặt tiền đường bê tông, sổ của mình sẽ thể hiện là 6,6m, chiều sâu hai cạnh là 95 và 143, với tổng diện tích là 1.196m2. Hướng lô đất hôm nay Thanh quay sẽ là hướng đông nam. Với toàn bộ một lô đất hôm nay Thanh quay, chủ nhà bán hết chỉ có 170 triệu, bao sổ sách hết toàn bộ lô đất hôm nay Thanh quay. Dạ thì trong thời gian Thanh quay, quý cô chú, anh chị thấy mảnh đất Thanh quay phù hợp thì liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại, đồng thời là Zalo của em là 032 9393717 hoặc 0362 176 779. Từ vị trí của tay Thanh chỉ ở đây, mặt tiền của mình sẽ là mặt tiền đường bê tông, xe ô tô di chuyển thoải mái, cáp mạng wifi là có sẵn. Và đặc biệt lô đất hôm nay Thanh quay thì đã được chủ nhà làm hàng rào xung quanh từ đầu xuống dưới đuôi, và view suối của mình ở đây là có nước quanh năm, không hết nước nha quý cô chú anh chị của mình. Vị trí Thanh quay ở đây để quý cô chú anh chị di chuyển ra ngay mặt tiền lộ nhựa đường hai len chỉ có 280m. Để di chuyển ra được đường quốc lộ hay còn gọi là đường DT, ở đó sẽ có ủy ban xã và những trung tâm tiện ích của Tân Thành của mình, chỉ dao động vào bán kính có 2,5 km. Dạ đây, mặt bằng lô đất Thanh quay thì cả nhà sẽ thấy được là bằng phẳng, không nhấp nhô, không gồ ghề. Sát bên của mình thì có nhà hàng xóm đầy đủ. Và tí nữa di chuyển xuống thì mình sẽ có bưởi, có mận, cũng như có view suối và một phần ao cố định của mình ở đây. Toàn bộ lô đất Thanh quay ở đây là đúng, đủ, video hình ảnh là chính xác. Khi quý cô chú anh chị lên mua bán sẽ được gặp chủ, và trong quá trình mua sẽ có địa chính đo đạc cho cả nhà của mình cùng kiểm tra ha. Dạ, lô đất Thanh quay để cả nhà mình di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh lên sẽ dao động vào bán kính là 138 km, Bình Dương sẽ là 100, Đồng Xoài là 70 km. Đó thì cả nhà nếu mà chưa thông thạo về đường đi lối lại trên đất Bình Phước trên em đó, thì quý cô chú anh chị kết bạn với hai số điện thoại, đồng thời là Zalo của Thanh nha. Ở đây của mình thì giáp với chuồng dê của nhà hàng xóm kế bên này. Và hiện tại lô đất ở đây đó thì chủ nhà cũng đang nhờ hàng xóm kế bên là trông coi cũng như là trồng cỏ để cho sạch sẽ cái lô đất của mình ở đây. Pháp lý lô đất của mình là sạch nè, và sổ của mình là sổ sẵn, cũng như thông tin thì là phun hồng thổ cư nha cả nhà mình. Lô đất Thanh quay ở đây đảm bảo là đất không có mồ mả, không tranh chấp, cũng như là sẽ không có hố nha cả nhà. Đuôi của mình thì sẽ có một phần ao, và diện tích của mình, phía đuôi của mình được tới là 65m, view suối luôn quý cô chú anh chị. Và suối nước của mình là có nước quanh năm, không hết nước. Trong thời gian Thanh quay, quý cô chú anh chị thấy nguồn đất Thanh quay phù hợp thì liên hệ trực tiếp với Thanh. Còn nếu như chưa phù hợp thì em mời cả nhà sẽ di chuyển vào trong kênh là Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước để tham khảo những video Thanh quay từ đất nền, đất xào, đất kèm nhà nha quý cô chú anh chị. Đây, đây là đã di chuyển tới hai cái cây, đó là cây bưởi da xanh và cây mận. Còn từ đây mình nhìn thẳng lên trên lô đất là thông, thoáng. Từ đây cả nhà di chuyển thì sẽ suối của mình là bên màn hình tay phải, còn ao sẽ bên màn hình tay trái. Thanh sẽ có gửi sổ hình ảnh chi tiết, cả nhà cùng chịu khó nán lại theo dõi hết video với em ha. Ngoài những clip Thanh quay đất nền, đất ngộp, anh chị chủ cần bán thì cả nhà sẽ dệt vào trong kênh Thanh có từ nhà vườn và rất nhiều nguồn đất quý cô chú anh chị. Đây nè cả nhà, đó đây là view suối của mình ha. Suối của mình ở đây là nước chảy quanh năm, vì nguồn suối này là nguồn suối chính nha quý cô chú anh chị. Đường sau này thì Thanh thấy là chủ cũng để tương đối là tốt đó.
Đó, đến đây của mình cũng có cọc sắt để ranh giới giữa nhà mình và nhà hàng xóm. Đây, phần ao của mình là từ đây nè quý cô chú anh chị. Đó, từ đây cả nhà nhìn thẳng xuống, ở đó là sẽ là ao của mình. Tại vì ở đây thì ao là sẽ không có đóng cọc được, thì đến đó là mình cứ kéo thẳng. Còn từ đây đó quý cô chú anh chị, là phần đuôi của mình còn đi tới giáp vô suối. Nhưng mà do cỏ rậm thì Thanh sẽ không di chuyển được. Nhưng mà trong quá trình mua bán thì cả nhà sẽ có địa chính tới đo đạc và có thể xác minh tổng thể diện đất cho mình. Dạ thì nãy giờ cả nhà cũng đã theo dõi từ trên xuống dưới cũng như tổng thể cái mặt bằng lô đất. Bây giờ em sẽ di chuyển lên phía trên để di chuyển từ ngay cái mặt tiền đi ra khu dân cư đường Highland để cả nhà mình cùng theo dõi với em ha. Đây nè quý cô chú anh chị, bây giờ là Thanh sẽ di chuyển từ vị trí lô đất. Đường bê tông của mình ở đây là đường bê tông 3m của nhà nước làm và là đường thông cáp mạng wifi dân cư là hiện hữu. Xe ô tô di chuyển thoải mái nha quý cô chú anh chị. Dạ thì trong thời gian Thanh quay, cả nhà thấy phù hợp thì liên hệ trực tiếp cho hai số điện thoại, đồng thời là Zalo của em là 032 9393717 hoặc 0362 176 779 để Thanh được gặp gỡ và hợp tác với quý cô chú anh chị của mình. Cũng như là từ lộ nhựa Highland vào trong lô đất chỉ có 280m thôi. Đó. Dạ thì nãy giờ là Thanh cũng di chuyển từ trong ra ngoài. Đến đường Highland thì Thanh cũng xin phép tạm dừng video. Hẹn gặp quý cô chú, anh chị, quý nhà đầu tư vào những video tiếp theo của Thanh nha. Luôn cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý cô chú, anh chị.